Dừng. Làm gì đấy? Giấy thông hành đâu? Trưởng quan, anh xem, chúng tôi cũng chỉ bán sức lao động thôi, cũng không có gì cầm ra được. Nào, mong anh bỏ qua cho. Cầm đi, không có giấy thông hành thì không được vào. Trên xe là gì đây? Mấy xe lớn này là dược liệu nhất thị đường của quý trấn đặt đấy, cần chuyển qua đó gấp. Là của bác sĩ kia mà. Đúng đúng. Nhưng không có giấy thông hành cũng không được vào. Nhiều hàng như vậy mỗi ngày vào trong trấn đều phải thông qua phòng bảo an mới được. Các anh cứ như vậy mà xông vào, vậy không được đâu. Tránh đường đi. Đừng cản đường phía sau. Anh xem, anh xem phải làm sao đây. Lộ phí của chúng tôi mang theo cũng không nhiều. Anh xem, đang đợi đến để đòi tiền đấy. Nếu như không có khoản tiền này thì lộ phí khi về chúng tôi cũng không có. Xin anh tha cho. Đến phòng bảo an làm việc trước đi. Có giấy vào thì anh đến hay đi tôi cũng mặc kệ. Không có giấy, nói đến sập trời cũng không được. Người anh em, tôi cũng là đi kiếm ăn thôi. Anh không thể đập bát cơm của tôi được. Xảy ra chuyện gì vậy? Bác sĩ Lâm này, đám nông thôn này không hiểu quy tắc, không có giấy thông hành, còn muốn vào trấn bán thuốc. Tôi nhớ lại rồi, hình như bác sĩ Kim có từng nói với tôi, hôm nay có hai xe dược liệu cần chuyển vào trong thành. Đúng đúng đúng, đây đây. Đây không phải là kéo đến rồi sao? Còn nói là trưởng khu Nobu cần nghiên cứu thứ gì đó. Đúng đúng. Vậy sao lại không có giấy thông hành vậy? Không phải là đi gấp quá nên quên mang theo đấy. Anh xem, họ đáng thương như vậy. Hay là thế này, tôi đảm bảo giúp họ được không? Bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm, theo lý mà nói, cô như vậy cũng không phải không được. Nhưng cô đừng làm khó lính quen như chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng không tự quyết được đâu. Có cần tôi đi nói với trưởng phòng tầng của các anh một tiếng không? Ồn ào gì vậy? Trưởng phòng, trùng hợp như vậy hả trưởng phòng? Vừa nói đến anh thì anh đến luôn. Đây là lính của anh sao? Trưởng phòng, đây đều là lính của tôi. Vậy tốt quá rồi. Tôi thương lượng với anh một chuyện. Kim Thâm Thủy có hai xe dược liệu cần vào thành gấp. Anh cho họ vào đi. Vậy hai người họ, anh đồng ý đi mà. Đều là lính của anh. Lời anh nói bọn họ chả lẽ không nghe sao? Lẽ nào là họ không phục anh à? Bọn họ dám không? Vậy là đúng rồi. Cho họ vào đi được không? Bên trong đây là gì vậy? Bên trong đây đều là dược liệu. Đều là dược liệu. Trưởng phòng tầng, anh xem đầu óc tôi này. Đèn ở chỗ ký túc của tôi không biết sao lại hỏng rồi. Tôi đang buồn phiền lắm. Hay là tối nay anh qua giúp tôi sửa một chút nhé. Tối nay. Quyết định vậy nhé. Quyết định vậy nhé. Vào đi. Được rồi, đi. Nào nào, đi thôi. Cảm ơn nhé. Nào nào, đi thôi. Cẩn thận đấy. Anh tốt thật đấy. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tốt lắm. Thế nào rồi? Sẽ kết thúc nhanh thôi.
Nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài các anh cứ yên tâm, vì tôi đã bàn bạc với lão Cách rồi. Tin rằng bên quân thống sẽ không thất tính đâu. Bên ngoài có quân thống là đội dự bị sẽ xuất kích. Tín hiệu là hai tiếng đạn tín hiệu. Dương chính quỷ của Tân Tứ Quân cũng ở ngoài thành để làm đội dự bị. Quá tốt rồi. Đồng chí Lý Linh sẽ dẫn đầu đội du kích, vào lúc 10 giờ bắn phát súng đầu tiên, tấn công vào bệnh viện Tồn Vinh, dẫn dụ chú ý của quân cảnh vệ Nhật Bản. Binh lực của quân địch chia thành một tiểu cộng tăng cường và cả ngụy quân. Sau khi tạo động tĩnh, tôi và đội trưởng Cao Anh sẽ dẫn đầu thông qua phòng thông gió tiến hành vào hành lang chính của tầng hầm này. Tôi sẽ đem chỗ chìa khóa đó phân phát cho họ, nói cho bọn họ đây là hy vọng duy nhất để sống sót. Nhưng mà vẫn còn một vấn đề khó khăn khác. Vấn đề gì vậy? Anh mau nói đi. Bên trong đó vẫn còn đang nhốt rất nhiều đồng bào của chúng ta. Chúng ta nhất định phải tìm mọi cách để cứu bọn họ ra trước. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thoải mái tay chân. Để sau khi hủy vũ khí sinh học, tôi sẽ phát tín hiệu triệu hoán đội dự bị toàn lực tấn công. Đội trưởng Cao, các bước nhất định không được sai. Nếu không người Nhật một khi gấp lên, thì sau khi thả virus ra, thì tôi tin rằng xung quanh sẽ không có ai sống được. Anh thông qua phòng trà của trường mẫu giáo để vào trong, thì anh qua đường thông gió để vào phòng thông gió. Ở đó đợi tín hiệu, mở cửa cho các phạm nhân. Nhớ lấy, đầu tiên cần trang bị vũ trang cho họ. Tiếng súng chính là tín hiệu đồng chí Kim. Tôi vô cùng tín nhiệm anh, cũng tin vào năng lực của anh. Trong trận chiến đấu này, chúng ta là chính nghĩa, nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Lão Cách, đội ngũ đã tập kết xong rồi. Chúng ta thực sự giúp đảng Cộng sản sao? Hai hổ đánh nhau nhất định sẽ có một con bị thương. Vậy chúng ta là gươm ông đắc lợi sao? Không. Bây giờ thiên hạ vẫn là thiên hạ của đảng ta. Sao lại có thể để người ngoài đến tranh giành? Vậy rốt cuộc chúng ta có đánh hay không? Lão Du, sao cậu nhiều lời vậy hả? Xuất phát. Được. Tôi nói này Lý đại tỷ, cô hoang mang cái gì? Lý đại tỷ gì chứ? Gọi tên tiếng Nhật của tôi đi, là Sakura. Sakura nghĩa là hoa anh đào. Đây là tên mà trưởng khu Nobu lấy cho tôi đấy. 300 cân thuốc nổ cuối cùng cũng đủ rồi. Đã đủ để sang bằng anh Thọ Cát rồi. Ngày ăn lẩu đó chính là ngày chết của tiểu quỷ tử.
Kamida, tôi thấy anh như vậy không ổn lắm đâu. Chúng ta là phạm lỗi nên đến đây chịu trừng phạt đấy. Samashita, cậu cứng nhắc quá đấy. Chúng ta đã không ăn cơm cả một ngày rồi. Nhìn chỗ đồ ăn này thì đói lắm rồi. Không có ai ngốc hơn anh nữa đâu. Cửa phòng thông gió bị chặn lại rồi. Tôi đẩy thế nào cũng không ra. Nếu là như vậy thì chúng ta bắt buộc phải đi từ tòa nhà phụ của bệnh viện đi vào. Chúng ta phải đào thông hai đầu đá, sau đó cùng nhau đi vào. Nếu không rất có khả năng sẽ kinh động đến kẻ địch. Nhớ lấy, nếu như vào trong, đầu tiên phải di chuyển thuốc nổ đi trước, sau đó mới đi cứu con tin. Chúng ta đều đang ở dưới mí mắt của quân địch, nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, hành động đi. Được, tôi biết rồi. Đi. Vào đi. Nhanh lên. Mau đào lên đi. Nhanh lên. Tay chân nhẹ thôi. Đứng lại. Bác sĩ Lâm, muộn vậy rồi còn đi đâu vậy? Là thế này, tôi có chuyện gấp đột xuất. Anh cho tôi ra thành một chút được không? Bây giờ là thời gian cấm, không được ra vào. Tôi biết là thời gian cấm. Không phải là tôi có chuyện gấp sao? Tôi thật sự có chuyện gấp. Anh bỏ qua cho tôi lần này đi được không? Không được. Nhanh lên. Đến rồi. Đến rồi, mau qua đây. Sao vậy? Cửa này không mở được. Không được. Không được thì cho nổ nó đi. Được. Nào, đặt bao thuốc nổ qua đây. Đúng rồi. Lâm anh đâu? Cô ấy còn chưa tới. Anh xem anh kìa. Tôi thật sự gấp lắm. Kẻ nào? Để vài người lại để tiếp ứng các đồng chí bên ngoài. Còn lại thì đi theo tôi. Rõ. Tôi nhấn mạnh lại lần nữa. Sau khi từ đây đi ra chính là hành lang chính của phòng thí nghiệm tầng hầm. Bên cạnh hành lang được chia 5 khu, thông đến 5 khu ngục giam. Bên đó đang giấu tất cả Maruta. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta lần này chính là cứu họ ra ngoài. Lâm Anh, nhiệm vụ chủ yếu của cô là đảm bảo mỗi một Maruta được cứu ra ngoài đều được an toàn. Anh yên tâm. Đội trưởng Cao, đây là chìa khóa của 5 khu phòng giam. Vũ khí sinh học của người Nhật sẽ do tôi tự mình dẫn đội xử lý. Tuyệt đối không để cho chúng ở lại trên đất của Trung Quốc. Đồng chí Lý Linh sẽ dẫn đầu đội tấn công vào bệnh viện, để dụ quân địch ở dưới tầng hầm. Bọn họ không có nhiều người, cũng không có vũ khí hạng nặng gì. Vậy nên chúng ta nhất định phải hành động thật mạnh, thật nhanh, hiểu không? Đã hiểu rồi. Quân cảnh bị mất tích đã tìm thấy chưa? Vẫn đang điều tra. Nội gián ở trong trấn cứ làm những phá hoại không đủ tạo thành uy hiếp. Nhưng lần này hình như không được bình thường. Trung Quốc có một câu là trái nhà ra mặt chuột, cậu biết không? Hình như đúng là như vậy. Nhưng mà các hạ, trái nhà ra mặt chuột không có khả năng đâu. Chỗ chúng ta tuy rằng lính phòng ngự không được hùng hậu, nhưng binh sĩ huấn luyện bài bản, đối phó với quốc quân vẫn là có thừa. Hơn nữa quân Nam Kinh cách chúng ta chỉ hơn 100 dặm.
mệnh lệnh toàn thể bộ đội chuẩn bị chiến đấu. Tất cả những người đang nghỉ cũng quỷ nghỉ. Rõ. Các hạ lẽ nào cho rằng tôi là lão binh 20 năm rồi? Có một mùi vị vô cùng quen thuộc. Mùi vị chính là mùi vị trước sự chết chóc. Tôi có thể ngửi được, giống như ở thôn Hoàng Cô năm đó. Đi chấp hành đi. Rõ. Hy vọng trực giác của tôi là sai. Đáng tiếc thật, số Maruta này đều là nguyên liệu thí nghiệm thượng hảo. Cứ như vậy bị khí độc giải quyết, đúng là đáng tiếc. Sao có thể giải quyết như vậy chứ? Ông Fuimura chỉ để chúng ta thí nghiệm một chút, đợi thời khắc quan trọng sẽ dùng tiếp. Lát nữa sẽ thả ra một chút không khí có mùi vào để kiểm tra. Là như vậy à? Được chưa? Được rồi. Lão Cát, chúng ta nên hành động rồi chứ. Đợi tín hiệu từ trong trấn đã. Nếu như thứ hại người kia còn chưa bị hoàn toàn hủy diệt, người Nhật sẽ gấp gáp, nên đoán chừng lần này chắc chẳng còn người sống nữa. Mục tiêu lần này của chúng ta chính là thành quả nghiên cứu của người Nhật, không thể để đảng Cộng sản lấy đi được. Viện trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không biết. Có phải là sắp xảy ra chuyện lớn gì không? Các đồng chí, xuất phát.